Sáng 8 tháng 5, 21 hộ dân đầu tiên ở thành phố Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã đến Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức để làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, giai đoạn 1 sẽ chi trả bồi thường cho 303 trường hợp là các tổ chức cá nhân có dự án vành đai 3 đi qua với tổng số tiền chi trả là 2.300 tỷ đồng. Cụ thể, đợt đầu của giai đoạn 1 có 111 tổ chức cá nhân đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường với khoảng 900 tỷ đồng. Trong đó, buổi sáng chi trả tiền bồi thường đầu tiên ngày 8 tháng 5 là 21 cá nhân, tổ chức. Việc mà nhà nước vận động dân để bàn giao đất cho nhà nước làm cái dự án nhà đây 3 này thì cô đã, đợt đầu thì cô đã hiến hơn 2.000 mét vuông rồi, nhà nước làm được cho tốt và dân chúng đi cho nó thuận lợi hơn. Gia đình cô cũng ủng hộ, vui vẻ ủng hộ hết. Cho công tác phí cái quỹ nền đất căn hộ định cư thì cũng rất là chủ động. Riêng Thủ Đức thì rất là thuận lợi, đã chuẩn bị sẵn cái quỹ nền đất có định cư ở cái khu Long Bình, Long Thành Mỹ, hơn 230 cái nền đất, 150 cái căn hộ để bố trí định cư. Ngoài ra thì các công tác đã chuẩn bị cho cái việc hỗ trợ ngày hôm nay thì phải nói là một loạt những cái khâu như là công tác đo đạc kiểm đếm nè, rồi công tác là xác nhận pháp lý, công tác thẩm định giá, rồi cái việc là công tác là xét duyệt hồ sơ, công tác niêm yết lấy ý kiến dân cư, rồi thẩm định những cái chính sách cũng như phương án phù hợp hỗ trợ, phê duyệt chính sách, phê duyệt phương án, phê duyệt cái quyết định hồi đất là thực hiện và phải nói là trong một thời gian rất là ngắn. Cho nên là khi mà thành phố ban hành cái quyết định phê duyệt cái hệ số cao để mà bồi thường hỗ trợ cho người dân đó, thì ngay lập tức là Ủy ban Nhân dân thành phố Đức và các huyện là đồng thời và đồng loạt là ban hành cái quyết định hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, để cho là người dân khi mà thành phố vừa duyệt giá xong thì lập tức là người dân cũng nhận được cái tiền bồi thường hỗ trợ để người ta sớm có cái chủ động để ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũng sẽ hỗ trợ người dân về bản vẽ xin phép xây dựng nhà mới và cải tạo nhà cũ, hỗ trợ người dân tháo dỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.